với các chứng như là rối loạn tiền đình, thiếu máu não, ù tai, điếc tai, nặng tai, rồi đau nửa đầu hoặc là suy giảm trí nhớ ở người già, thì ngoài trường gan chúng ta cần phải trường thêm khu vực cổ gáy và động mạch cảnh. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt đá lên khu vực cổ gáy như sau. Mọi người dùng cái khăn đa năng đó và chúng ta đặt cái cặp đá ở hai bên như vậy đó. Rồi nếu như mà những người ù tai, điếc tai thì chúng ta sẽ đặt đá ở hai bên, áp ở hai bên tai để cho nó dẫn lưu cho tốt. Thì quý vị đặt ngang cao lên trên đó, áp vào hai bên tai như vậy. Và khi mà mình ngồi xem tivi hay mình ngồi dựa ở chỗ salon hay chỗ tường ấy, thì mình có thể ngửa cái cổ ra mình dựa một cách dễ dàng đó. Để có trong tay đá trường gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.